Ok, hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel Board Game. Tới lượt tôi và mình là Vũ ha. Thì mình nghĩ đã khá là lâu rồi, nhưng mà mình đã phát hiện ra một bộ game ở Việt Nam rất là hay và mình muốn giới thiệu cho các bạn vào ngày hôm nay. Đây là chính là bộ Sắp Sắc. Bộ này thì mình mua ở trong cái lần mà chuyến đi thăm Maple in Sài Gòn. Nếu các bạn chưa xem cái bộ này thì các bạn có thể xem lại cái video, mình sẽ để link ở phía bên dưới cho các bạn nha. Còn ngoài ra thì nhìn chung đây là một cái bộ trò chơi board game mà được sáng tác bởi Việt Nam, một tác giả ở Việt Nam rất là hay, và cách chơi thì nó cũng gần gần như Tiến Lên, cũng không giống lắm, nhưng mà hôm nay mình sẽ mổ xẻ cho các bạn xem nó hay như thế nào mà mình muốn recommend cho các bạn chơi bộ này nha. Bây giờ thì chúng ta cùng xem Sắp Sắc có gì. Thì nói qua về một chút là Sắp Sắc, hay Sắp Sắc là một trò chơi thẻ bài 100% là đến từ Việt Nam, được thiết kế bởi một bạn tên là Nguyên Trường, thì đây chỉ là bút danh của bạn thôi. Thì nếu như những bạn nào mà biết đến cái cuốn sách Bí Ẩn Làng Ma Sói á, thì hoặc là ma game Ma Sói Hành Quyết, thì chắc chắn sẽ biết đến tác giả này. Thì bạn đã có khá nhiều cái kinh nghiệm ở Việt Nam về cách thiết kế những cái board game dành cho người Việt rồi. Ngoài ra thì bạn này cũng đã lập nên một cái game để một cái nhà xuất bản game, đó chính là Roblox. Thì cái bộ game này nó vừa mới sản xuất vào năm 2022, năm vừa rồi thôi. Nhưng mà nó gây được khá là nhiều cái tiếng tăm, cũng như là cách chơi nó khá, rất là dễ cho những người mới. Thì trên hộp nó ghi là game này dành cho 2 đến 4 người chơi và nó chỉ tốn khoảng 30 phút. Thì mình thấy chơi khá là nhanh. Nếu chúng ta bỏ qua cơ chế tính điểm thì chúng ta có thể chơi hoài như một bộ Tiến Lên luôn. Do cái thông tin của game thì nó chưa được update trên cái trang Board Game Geek nên mình không có tìm được những cơ chế chính của bộ game. Nhưng mà hình chung thì chúng ta sẽ thấy được đây là một bộ game về, đầu tiên là Hand Management nè, thứ hai là collection, Set Collection nè. Thì nó rất là rõ luôn do cách các bạn chơi. Thì game này sẽ kết thúc khi chúng ta tìm ra được người chơi bị bỏ lại ở cuối cùng. Những người đầu thì chúng ta sẽ có một số điểm chia nhau, còn không thì không tính điểm, cứ chơi hoài chừng nào chán thì thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu setup game. Thì bộ game này chúng ta chỉ có đơn giản là những lá bài nhỏ như thế này. Sau đó các bạn hãy cố gắng soạn ra được những cái lá bài. Ở đây chúng ta sẽ có hai lá bài tứ sắc, thì các bạn hãy soạn những hai lá bài tứ sắc này ra và đặt ở giữa bàn. Chúng ta sẽ đặt hai lá bài tứ sắc này ra ở giữa bàn. Còn những lá bài còn lại thì các bạn có thể xào lên và ngẫu nhiên bỏ đi 4 lá mà không cần phải nhìn về những lá này. Này thì chúng ta sẽ bỏ đi. Sau đó chúng ta sẽ mở ra 4 lá từ ở trên bài để gọi là có được một cái bộ bắt đầu. Với những lá bài còn lại thì chúng ta sẽ chia đều cho những người khác. Ví dụ như ở đây mình sẽ có hai người chơi đi, thì mình sẽ chia đều. Sau khi mà chúng ta chia đều cho hai người chơi rồi thì chúng ta sẽ chỉ đơn giản là chọn một người đi đầu thôi, thì chúng ta có thể bắt đầu trò chơi rồi. Thì trước khi vào cách chơi thì mình sẽ có một số định nghĩa cho các bạn, thì các bạn cần phải nắm rõ trước khi chúng ta bắt đầu. Đó là trong một lượt của người chơi thì người chơi bắt buộc phải đánh theo người đi nhất. Cái thứ hai là các bạn có thể đánh từ 1 cho đến 4 lá bài, làm sao đó nói về trong những cái lá bài chính ở trên bàn và chúng ta tạo thành bộ. Những cái bộ mà chúng ta có ở đây đó chính là một đôi. Ở đây ví dụ mình có 2 con 5, mình đánh như thế nào mình tạo thành 2 con 5 thì mình sẽ gọi là một đôi. Cái thứ ba là 3 con. Cái thứ tư đó chính là có 4 con. Người ta gọi là tứ quý đó các bạn. Ngoài bộ là những con giống nhau ra thì chúng ta sẽ có được những cái gọi là chuỗi mà dân gian người ta gọi là sảnh đó các bạn. Sảnh thì chúng ta có thể là 2 1 2 3, hoặc là 2 3 4, hoặc là 4 5 6, và chúng ta chỉ có tối đa là 7. Ngoài cái sảnh mà 3 con thì tất nhiên thì chúng ta sẽ có sảnh 4 con. Như vậy thì chúng ta sẽ có con giống nhau và những cái sảnh. Nhưng trong bộ game này thì các bạn sẽ có một cái chú ý mà các bạn sẽ phải thường thấy, đó chính là sắp sắc. Sắp sắc ở đây có thể là một đôi mà nó có màu giống nhau, đây gọi là sắp sắc.
hoặc chúng ta sẽ có sảnh sắp sắc. Sảnh sắp sắc thì nó có hay là sảnh 3 hoặc là sảnh 4 có cùng màu với nhau. Đây là một trong những cái bộ mà nó khá là mạnh, buộc người chơi khác phải suy nghĩ và có thể bỏ qua lượt bất kỳ lúc nào. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vô trò chơi. Như mình đã thông báo thì tới lượt của một người chơi đó sẽ phải đánh từ 1 cho đến 4 lá bài và lá bài đó sẽ đi theo người dẫn đầu. Ví dụ như mình đang là người dẫn đầu ở đây. Đối với người bắt đầu ở đây thì người bắt đầu có thể đánh bất kỳ thứ gì mà người bắt đầu thích, có thể là một đôi, có thể là một con, hoặc là một đôi, hoặc là ba con để tạo thành một bộ giống số ở đây, hoặc là tạo thành một cái sảnh. Ví dụ như ở đây mình sẽ đánh một đôi năm. Đánh một con năm và tạo với một con năm sẽ tạo thành một cái đôi. Thì những người tiếp theo phải làm sao đánh được một bộ mà có số lớn hơn hoặc bằng với cái bộ này đang có. Tức là người này đang đánh một bộ năm thì bắt buộc chúng ta phải tạo ra một bộ là bộ năm hoặc là bộ sáu hoặc là bộ bảy để đi theo những người đi đầu này. Ở đây thì mình sẽ tạo ra một bộ 7 để đi theo người đi đầu. Và chúng ta sẽ tiếp tục đánh cho đến khi tất cả những người chơi không thể nào đánh được nữa, thì cái người còn lại duy nhất thì người đó sẽ trở thành người dẫn đầu mới. Như ở đây thì với đôi 7 thì mình vẫn có thể đi tiếp bằng cách là sẽ đánh thêm một con 7 để tạo thành một cái bộ mới và người bên đây sẽ bỏ lượt. Có một vài lưu ý mà các bạn cần phải nhớ khi chúng ta chơi, đó chính là các bạn có thể đánh bất kỳ hướng nào hoặc là hàng nào cũng được. Các bạn chỉ cần thông báo cho người chơi khác rằng bạn đang sử dụng cái hàng dọc này, ví dụ như hàng con 7 này để tạo nên một đôi 7. Chúng ta có thể phớt lờ đi những hàng khác. Ví dụ như ở đây, khi người chơi B đã bỏ qua thì mình có thể đánh một bộ khác để tiếp tục dẫn cái hàng này đi đến một cái nước khác. Ở đây mình sẽ đánh tiếp tục là hai con 5 tạo thành một bộ 4. Và mình có thể đánh ở trên hoặc là ở dưới tùy thích các bạn muốn đánh theo chiều nào cũng được. Và khi chúng ta đánh một bộ ở đây bộ 4 thì chúng ta sử dụng hàng này, sử dụng hàng dọc này để đánh, thì các bạn có thể không cần phải liên kết cái số 7 này nó có hợp lý hay không, vì chúng ta chỉ sử dụng hàng dọc không sử dụng hàng ngang. Nhưng một khi các bạn sử dụng bất kỳ một hàng nào để đánh thì các bạn phải sử dụng tất cả những lá bài trong cái hàng đó. Ở đây ví dụ như mình sẽ sử dụng hàng 5 và 7 cho trường hợp là bên đây sẽ bỏ, thì mình sẽ có thể đánh được là con 6, coi như chúng ta sẽ có là 5, 6, 7. Nhưng chúng ta sẽ không thể đánh được một con 5 để tạo thành một đôi 5, vì chúng ta vẫn còn một con 7 ở trong cái hàng mà họ đang đánh. Ngoài ra thì một hàng tối đa mà các bạn có thể đánh chỉ là 4 lá, nên các bạn hãy làm sao xoay vòng ở trong 4 lá này thôi nha. Ví dụ như tối đa ở đây mình sẽ đánh một cái sảnh là 4, 5, 6, 7 thay vì là 5, 6, 7. Sảnh này khá là ngắn. Đến người tiếp theo thì người tiếp theo làm sao có thể đánh được một cái sảnh 4, 5, 6, 7 như thế này cho các bạn. Sau đây sẽ là lưu ý mà các bạn thấy, đó là bất kỳ khi nào mà một người chơi kích hoạt sắp sắc, ở đây mình sẽ ví dụ là kích hoạt đôi 5 sắp sắc, thì người tiếp theo phải bắt buộc đánh theo đôi và sắp sắc. Có nghĩa là người chơi B này mình sẽ phải đánh thành một đôi sắp sắc, mình sẽ chọn con 7 sắp sắc, và chúng ta vẫn tiếp tục theo cái vòng đó đánh toàn bộ là sắp sắc với là đôi. Điều này nó cũng sẽ xảy ra cho trường hợp tương tự là chúng ta đang đánh sảnh sắp sắc, thì người tiếp theo phải đánh ra là sảnh sắp sắc. Người tiếp theo sẽ đánh sảnh sắp sắc, ở đây mình sẽ đánh sảnh là 5, 6, 7. Như vậy thì toàn bộ trò chơi này nó chỉ đơn giản xoay quanh việc là chúng ta sẽ đánh các bộ ra cho đến khi nào chúng ta sẽ không còn bài của một người chơi nào đó ở trên bàn và chúng ta tìm được người cuối cùng, thì mỗi người sẽ được có một số điểm riêng. Theo luật chơi thì cứ mỗi khi có một người hết bài thì người chơi đó sẽ nhận được số điểm bằng với số lượng người chơi còn lại, và người cuối cùng thì sẽ không được nhận điểm nào và cũng còn một đống bài. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái luật giống như đánh bài tiến lên, đó chính là mỗi khi mà người chơi mà không thể đi được thì người chơi đó sẽ phải nói bỏ lượt để cho người chơi kế tiếp bắt đầu. Trong một số trường hợp thì người chơi dẫn đầu
có thể bị trường hợp là không thể nào đánh được bất kỳ một lá bài nào ở trên bàn, thì người chơi này cũng có thể nói bỏ lượt cho người tiếp theo đánh theo một bộ bất kỳ, và người chơi tiếp theo này sẽ trở thành người dẫn đầu. Lưu ý thì chúng ta sẽ có hai con sắp sắc ở đang ở trên bàn. Ở những chỗ sắp sắc này, các bạn có thể đánh tùy ý bất kỳ những thứ gì mà các bạn đang cần. Ví dụ như mình đang là người khởi đầu thì mình hoàn toàn có thể đánh một bộ hoặc một đôi hoặc là bất kỳ những gì bạn thích. Đó chính là ví dụ như mình đánh ở đây là 1 2 3, là một cái sảnh ba lá nối từ lá tứ sắc. Người chơi khác cũng có thể làm như vậy đối với ba góc còn lại, nhưng lưu ý là chỉ đánh tối đa là 4 lá thôi nha. Khi chúng ta chơi trong chế độ 2 đến 4 người chơi thì có một người về thì người tiếp theo sẽ trở thành người dẫn, người ta gọi là hưởng sái trong tiếng lên đó nha các bạn. Có một vài luật chi ly mà mình đọc ở trong cuốn luật mà mình sẽ không đề cập ở đây, đó chính là về việc là đền. Thì những cái việc đền này mình nghĩ là sẽ không xảy ra đâu, nên các bạn khi chơi cái bộ này các bạn có thể đọc qua về cái vấn đề này. Còn bây giờ thì các bạn hãy bắt đầu vô chơi ngay thôi, bộ game này dễ mà. Ok, với cái trò chơi sắp sắc mà mình đã trình bày cách chơi như trên, các bạn thì thấy cái bộ sắp sắc này nó khá là hay ở nhiều phương diện về những cái cách mà chúng ta tổ hợp những cái lá bài nằm ở trên bàn, và chúng ta sẽ đi theo bộ bởi một người dẫn đầu. Thì cái người dẫn đầu này đi như thế nào thì người sau cũng phải đi như vậy. Nó sẽ làm cho những chiến thuật của cái người dẫn nó sẽ cố gắng được phát huy được khá là nhiều. Ngoài ra thì cái cơ chế set collection này nó tạo cho chúng ta một cái sự hứng thú lựa chọn bài một cách là chi tiết. Nó phần nhiều được tính toán và chiến thuật hơn khá những cái bộ game mà trước đây mà mình từng chơi do Việt Nam sản xuất và thiết kế. Với cái chi phí nhỏ nhẹ như thế này thì các bạn thấy là 120.000 đối với một bộ game hay thì nó rất, phải nói là rất là xuất sắc cho các bạn. Ngay cả việc là các bạn có thể đem ra cho những cái trẻ em chơi hoặc những trẻ nhỏ, trên hộp thì 8 tuổi thì có thể chơi được rồi. Mình thì cũng thấy là lứa tuổi này có thể chơi được vì mình đã đem ra cho những đứa nhỏ ở nhà mình chơi rồi. Nhưng cái vấn đề ở đây nó chỉ là cái ru thì nó còn hơi bị ngoằn ngoèo, làm cho những cái trẻ em nó đọc thì chưa có hiểu nhiều cho lắm. Nhưng mà chúng ta có thể xem và chúng ta có thể giảng giải lại cho họ chơi một cách là trơn tru nhất có thể. Đây là một bộ game rất là hay và mình recommend cho các bạn mua bộ này nha. Đó là toàn bộ nội dung mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái bộ sắp sắc mà mình đem tới và đã mua ở Pepple bên Sài Gòn. Các bạn thấy bộ này như thế nào? Có đáng chơi hay không? Có đáng đem ra ngoài cho các bạn nhỏ chơi hay không? Hãy comment ở phía bên dưới nha. Ngoài ra thì nhớ like và subscribe cho kênh của mình. Mình là Vũ, hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp. Bye bye. Rồi, hết video rồi đó. Biết làm gì không nè mấy bạn? Nhớ bấm like, share cho video của tôi nha. Nhấn nút đăng ký và nút chuông nhỏ nhỏ nếu là người chơi mới. Còn bây giờ thì bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại video tiếp theo.